cô sẽ chia sẻ cho các bạn biết được cái kinh nghiệm ôn và thi tiếng Anh sao cho nó hiệu quả nhá. Rồi, cô sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm ôn thi tiếng Anh trong giai đoạn nước rút sao cho hiệu quả. À chúng ta chỉ còn 2 tháng nữa thôi là chúng ta đến với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia rồi. Vậy chúng ta phải biết tranh thủ thời gian vàng ngọc như nào để chúng ta có thể uh, tận dụng nó và chúng ta ôn thi để hiệu quả để chúng ta có thể đạt được 28, 29, 30 điểm đúng không nào? Rồi chúng ta hãy nhìn cho cô nhé. Đầu tiên đó là mốc từ bây giờ đến cái lúc một tuần trước khi thi. À chúng ta phải làm gì ạ? Đầu tiên đó chính là giải nhiều đề cho cô. Mỗi ngày các bạn giải 2 3 đề cho cô nhé. Và giải đề nào? Chất đề đấy. À, và chúng ta hãy giải đề từ những cái nguồn đáng tin cậy các bạn nhé. Rồi, và khi chúng ta giải đề thì hãy tính cho cô thời gian làm bài là 60 phút này. À, chúng ta hãy lấy cho cô cái phiếu trả lời trắc nghiệm để chúng ta tô vào. Bạn nào mà chưa có phiếu này thì chúng ta có thể comment cho cô cái email để cô gửi cho các bạn cái phiếu để các bạn in ra. Nếu mà chúng ta tính thời gian này, chúng ta làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm với cái bút chì để chúng ta tô thì chúng ta sẽ có cái cảm giác như là thi thật đúng không? Rồi chúng ta phải tự rèn mình. Hãy gì nhỉ? tạo cho mình cái cảm giác như là thi thật để chúng ta tự tin hơn khi chúng ta ngồi cho phòng thi nhá. Rồi và các bạn ơi, khi chúng ta làm xong một đề thì không phải là làm xong là tính xem được bao nhiêu điểm. Thấy uh, 9 uh, điểm, 8 điểm là vui rồi để đấy. À không được đâu. Chúng ta phải xem lại đề đều cho cô. Xem xem mình là sai ở đâu nhá. Yeah. Sai ở đâu này? Rồi tra từ vựng, tra từ điển, học những cái từ vựng, học những cái cấu trúc từ chính cái đề mà em giải được. À Chúng ta hãy học từ những cái đề mà chúng ta giải được để chúng ta nhớ lâu hơn Rồi và cô khuyên đó là chúng ta hãy sửa lại những cái lỗi sai mà chúng ta mắc trong đề nhé Và đặc biệt một cái điều mà cô muốn nhắc với các bạn Đó là chúng ta hãy dùng cái bút highlight để chúng ta tô lại những Chúng ta đánh dấu lại những cái câu mà chúng ta mắc lỗi sai này, những cái câu mà chúng ta làm sai hoặc là những cái câu mà chúng ta thấy hay thấy khó hoặc là những cái cấu trúc hay chúng ta cần phải nhớ. Rồi, tại sao lại cô lại khuyên như thế ạ? À, nếu mà chúng ta dùng bút thì chúng ta highlight chúng ta nhìn nó dễ hơn đúng không? Và chúng ta cũng tiết kiệm thời gian sau này chúng ta ôn lại. Một đề tiếng Anh thì gồm có 50 câu. À, giả sử em có 5 câu cần xem lại thôi, em có 5 câu em muốn highlight. Thì lúc này thì em chỉ có 5 câu em xem lại đúng không? Rồi như vậy là giả sử em uh, giải 5 đề thì thay vì em phải xem lại uh, 250 câu thì bây giờ em chỉ có xem lại 25 câu thôi. Đấy, đấy là một cái mẹo ôn thi sao nó, cho nó tiết kiệm thời gian nhá. Rồi, thứ hai, đó là chúng ta phải ôn tập thường xuyên. Bên cạnh chúng ta giải đề thì chúng ta vẫn phải ôn tập lại những cái gì mà chúng ta đã học ôn tập lại từ mới trong sách giáo khoa này ôn lại những cái bài đọc này ôn lại những cái đề mà chúng ta đã giải trước đây và ôn lại những cái chuyên đề mà chúng ta đã học ok và chúng ta hãy tận dụng tranh thủ tối đa để ôn lại những cái từ mới mà chúng ta đã học trước đó giả sử như là chúng ta đang đợi xe buýt thì chúng ta cũng có thể bỏ cái cuốn sổ nhỏ mà chúng ta ghi từ vựng để chúng ta xem đúng không rồi hoặc là chúng ta đang đợi cơm chín cơm sôi đúng không nhỉ? Thì chúng ta có thể bỏ ra để chúng ta nhìn đúng không nhỉ? Chúng ta hãy tranh thủ tận dụng tối đa thời gian cho cô trong thời gian này nhé Rồi, tiếp cho cô đó là phần giữ gìn sức khỏe À, sức khỏe của chúng ta trong thời gian này rất là quan trọng các bạn ạ Nếu mà chúng ta bị ốm thì chúng ta làm gì còn sức để chúng ta cay nhiều đề đúng không? Rồi, như vậy là chúng ta phải khỏe mạnh Chúng ta phải giữ gìn sức khỏe bằng cách là chúng ta tập thể dục thường xuyên Thi thoảng địa, À, đi bộ trong công viên cũng được nhá rồi và chúng ta ngủ tầm sáu bảy tiếng có thể là ngủ tầm 6 tiếng thôi nhưng mà không thức quá khuya không thức quá sau 11 giờ đêm rất là hại người nhớ chưa và chúng ta không ngủ ngày cày đêm bởi vì chúng ta đi thi là chúng ta thi ban ngày chứ chúng ta có thi ban đêm đâu đúng không rồi nên là chúng ta phải là ngủ đủ cho cô nhé ngủ không được ngủ ngủ ngày rồi cải đêm đâu rồi và chúng ta nên ăn uống sao cho hợp lý chúng ta ăn những cái thực phẩm uh, giàu protein ví dụ như là thịt cá trứng sữa này ăn đầy đủ uh, rau củ quả này uh, chúng ta nên uống cho cô mỗi ngày một cốc nước cam hoặc là nước chanh nhá để chúng ta tăng sức đề kháng chúng ta duy trì được sức khỏe để chúng ta có thể cày ôn thi nhiều uh, làm nhiều đề nhá. Rồi như vậy chốt là từ bây giờ tới một tuần trước khi thi, chúng ta hãy giải nhiều đề này, ôn tập thường xuyên và giữ gìn sức khỏe tốt. À, trong cái phần ôn tập thường xuyên, nếu mà chúng ta có bất kỳ một cái chuyên đề nào chưa chắc về mặt lý thuyết hoặc là chưa chắc về cái phần uh, bài tập thì các em có thể comment cho cô cái email để cô gửi thêm cho các bạn về bài tập mà các bạn cần nhé Rồi, tiếp cho cô đến phần một cái câu nói nổi tiếng mà cô muốn nhắc nhở với các bạn trong phần này đó chính là study while others are sleeping work while others are loving prepare while others are playing and dream while others are wishing à đây là một cái câu nói rất là nổi tiếng và rất là ý nghĩa đối với các bạn đây hãy học khi người khác là đang ngủ hãy làm việc khi người khác đang gì nhỉ đang lười nhác hãy chuẩn bị khi người khác đang chơi và có những giấc mơ trong khi những người khác chỉ đang ao à, ước đấy đây là cái câu cô mượn à, một cái câu nói rất là nổi tiếng cô mượn và cô muốn chia sẻ với các bạn cô muốn nhắn nhủ với các bạn là chúng ta hãy chăm chỉ hãy học nhiều trong thời gian này để sau này à, có những à, để sau này à, khi chúng ta có những cái ước mơ thì người khác vẫn đang đang mơ ước nhá rồi tiếp cho cô đến cái giai đoạn một tuần trước khi thi À cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất là cận kề với ngày thi rồi đúng không nhỉ Rồi vậy chúng ta phải làm gì ạ Các bạn nhìn cho cô đây Đó là chúng ta không làm đề mới nhé à, Tại sao ạ Tại vì à, cô thấy là khi chúng ta làm đề mới Thì chúng ta cảm thấy rất là căng thẳng, áp lực đúng không Rồi à, và chúng ta còn nhiều môn khác đúng không Nên chúng ta nên dành thời gian này Để chúng ta ôn lại những gì mà chúng ta đã học, đã giải đề được được chưa? Còn tất nhiên là với bạn nào mà gọi là quá um, gấp hoặc là uh, giải đề tiếng Anh trong cái giai đoạn trước qua ít ấy, thì có thể là giải thêm hai đề, ba đề cũng được nhưng mà cô khuyên là chúng ta nên giải nhiều trước nó để cái một tuần trước khi đi thi này thì chúng ta chỉ ôn lại thôi nhá. Và thứ hai đó là cô muốn các bạn hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, view lại cho cô những cái kiến thức mà em đã học được, những cái bài mà em đã học được. Rồi và xem lại cho cô những cái bộ đề đã giải được Học thuộc đáp án nhá Học thuộc lại những đáp án Và ôn ôn lại những cái từ mới Những cái cấu trúc mới mà em đã ghi ra vợ Rồi Tiếp đến đó là chúng ta phải giữ cho cô cái tâm lý thoải mái Tâm lý vô cùng quan trọng nhá Chúng ta hãy cứ thoải mái cứ bình tĩnh thôi, nhớ chưa? À, tâm hồn thì luôn phơi phới Chúng ta có thể đi bộ nghe nhạc đúng không nhỉ? nhanh giúp các bạn là thoải mái thư giãn đúng không rồi và chúng ta à, vẫn duy trì ăn uống tốt cho cô nhá. ăn uống tốt và tập thể dục à, chúng ta hãy tập thể dục thường xuyên này khi nào chúng ta mệt thì chúng ta nghỉ ngơi chứ chúng ta không được nhồi nhét trong cái giai đoạn này nhé rồi đó là một tuần trước khi thi tiếp cho cô đó là ngày trước khi thi ngày trước khi thi thì chúng ta phải làm gì ạ à, cái ngày mà cận kề với ngày thi đây đó chính là chúng ta hãy xem lại cho cô một lượt kiến thức chúng ta đã học thứ hai đó là chuẩn bị giấy bút tẩy à, giấy tờ đầy đủ nhá giấy tờ này bút rồi là tẩy đầy đủ nhớ chưa rồi và tiếp theo đó là cô lại muốn nhấn mạnh được cái phần tâm lý thoải mái à, chúng ta hãy luôn thoải mái nhé không có gì là căng thẳng áp lực cả các bạn cũng thi đúng không mình cũng thi vậy mình cũng giống các bạn thôi chúng ta đều đang tham dự một kỳ thi vậy có gì mà áp lực nhỉ À, cứ bình tĩnh đúng không? nếu mà chúng ta cảm thấy uh, uh, cứ lo lắng này, cứ căng người ra, uh, sợ sợ hãi thì có tác dụng gì không ạ? Không đúng không? Nó chỉ có tác hại thôi. Nó làm cho chúng ta cái tâm lý không tốt thì dẫn tới là gì ạ? Chúng ta không thể làm bài tốt trong ngày hôm sau ở đâu. Nên chúng ta hãy cứ bình tĩnh nhá, hãy cứ thoải mái để chúng ta có một cái tâm thế tốt bước vào kỳ thi. Rồi và cái hôm trước kỳ thi cô khuyên là buổi tối chúng ta nên ngủ sớm. Ngủ sớm cho cô, à, tầm 9 rưỡi hoặc là 10 giờ kém là chúng ta đi ngủ rồi, để hôm sau chúng ta dậy sớm. Nếu mà bạn nào thức khuya thì hôm sau rất là mệt và buồn ngủ. À, do vậy cô khuyên là chúng ta nên ngủ sớm để hôm sau tỉnh táo nhé. Ok, và phần chuẩn bị thì cô muốn bổ sung thêm đó là chúng ta hãy chuẩn bị cái đồng hồ đeo tay nhá. Chúng ta chuẩn bị đồng hồ đeo tay để chúng ta theo dõi giờ giấc, chúng ta chủ động giờ giấc trong phòng thi rồi, như vậy là cô đã chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm rất là quan trọng cho chúng ta để chúng ta có thể áp dụng trong cái giai đoạn nước rút nhé. Bây giờ là thời gian cô sẽ chia sẻ cho các bạn biết được cái kinh nghiệm trong ngày thi của chúng ta như thế nào. Đầu tiên cô khuyên các bạn nên ăn uống đủ chất À, chúng ta phải ăn uống đủ chất để chúng ta có sức làm bài đúng không nào Nếu mà chúng ta chỉ ăn mỗi bánh mì hoặc là ăn mỗi mì tôm Thì làm sao mà chúng ta có sức trong phòng thi Làm sao mà có đủ dinh dưỡng nuôi cơ thể Đủ dinh dưỡng để cho não hoạt động tốt được Đúng không nào, chúng ta phải ăn uống đầy đủ cho cô Tuy nhiên chúng ta cũng không ăn quá no Bởi vì ăn quá no thì cũng khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu Chúng ta không thể tập trung trong phòng thi tốt được Các bạn nhớ nhé, phải biết cân bằng và cô khuyên các bạn đến phòng thi sớm Khi chúng ta đến phòng thi sớm thì chúng ta cảm thấy bình tĩnh và chủ động Chứ không phải là chúng ta đến vội vàng rồi là thở hốc hác Được chưa? Và tiếp theo cô khuyên chúng ta nên mang đồng hồ Chúng ta có đồng hồ đeo tay để chúng ta chủ động về mặt giờ giấc Chúng ta xem được thời gian như nào để chúng ta bố trí mà làm bài Được chưa? Và tất nhiên là chúng ta phải mang đầy đủ giấy tờ, bút tẩy rồi Các bạn nhớ nhé ok như vậy là chúng ta đã xong phần kinh nghiệm trong ngày thi tiếp đến là cái phần rất là quan trọng và cô nghĩ là đây là cái phần quan trọng nhất trong cái buổi chia sẻ của cô ngày hôm nay đó là kinh nghiệm trong phòng thi à, kinh nghiệm để chúng ta làm bài thi tiếng anh cho tốt đầu tiên cô muốn nhắc lại cho chúng ta đó là chúng ta có 60 phút để làm, chúng ta làm 50 câu trắc nghiệm trong vòng 60 phút vậy thì chúng ta phải có cái chiến lược phân chia thời gian như thế nào sao cho hiệu quả nhé chứ không phải là chúng ta cứ là gì nhỉ, à, thấy người ta phát đề là chúng ta lao và làm đề luôn đâu, không không làm thế, mà chúng ta phải biết cách phân chia thời gian phân chia bao nhiêu thời gian cho những cái gì nhỉ mốc cụ thể để chúng ta có thể làm chủ được thời gian các bạn nhé. Đầu tiên đó là 20 25 phút đầu tiên thì cô khuyên các bạn nên dành thời gian ra để làm những cái câu như là ngữ âm này, hoàn thành câu này, sửa lỗi sai này, kết hợp câu này, uh, câu đồng nghĩa này, vân vân đấy. Đấy là những cái phần mà cô muốn các bạn làm trong 25 phút đầu tiên. Còn 30 phút tiếp theo thì chúng ta hãy hoàn thành đoạn văn và làm nốt hai bài đọc hiểu là chúng ta kết thúc. Tiếp đấy, chúng ta hãy dành cho cô 5 phút để chúng ta ra soát lại toàn bộ nhá. Chúng ta phải có thời gian để chúng ta xem lại trước khi chúng ta nộp. Biết đâu có những câu mà chúng ta quên chưa làm. Vì có những câu khó chúng ta để lại đúng không? Mà chúng ta quên chưa làm thì chúng ta sẽ bị mất điểm nhá. Nên chúng ta phải ra soát lại toàn bộ trước khi nộp. Rồi và cách phân chia như này thì cô nghĩ là khá là hiệu quả cho chúng ta. Chúng ta có đồng hồ rồi đúng không nhỉ? Chúng ta có đồng hồ thì chúng ta hãy tính thời gian để chúng ta chủ động trong khi chúng ta làm bài nhé Và uh, khi chúng ta làm bài thì uh, tất nhiên là chúng ta nên cố gắng là làm cái phần này càng nhanh càng tốt. Có những bạn làm được 20 phút thì càng tốt nha, có những bạn uh, mức khá giỏi thì có thể hoàn thành trong 20 phút cảm thấy ok được rất là tốt thì chúng ta có uh, thời gian để uh, giả soát nhiều hơn và chúng ta có thêm mấy phút để uh, làm trong phần đọc hiểu cũng được nhá rồi như vậy là chúng ta đã xong về phần phân chia thời gian tiếp cho cô đó là cô khuyên về cái cách làm cách làm bài chúng ta làm cho cô câu dễ trước câu khó sau cái này thì chúng ta cảm tưởng như là rất là quen được không nhỉ các thầy cô của các em cũng đều khuyên thế đúng không? Rồi đây là một cái chân lý hiển liên, hiển nhiên một cái sự thực luôn đúng. Chúng ta hãy làm câu dễ trước câu khó sau để chúng ta tự tin đúng không nhỉ? Chúng ta làm được một số câu rồi chúng ta cảm thấy tự tin hẳn đúng không? Chứ tội gì mà làm câu khó đúng không nhỉ? Câu khó thì chúng ta cứ để lại, chúng ta đánh dấu lại chúng ta làm sao nhá. Và chúng ta hãy làm cái phần mà mình cảm thấy tự tin, mình yêu thích trước. Giả sử như là em yêu thích phần uh, sửa lỗi sai thì em có thể chọn phần đấy em làm trước Hoặc là như cô thì cô chọn cái phần hoàn thành câu Và cũng rất nhiều bạn khác chọn cái phần hoàn thành câu Cái phần này thì gồm có 12 câu Có câu hỏi về từ vựng, câu hỏi về ngữ pháp Có rất nhiều bạn cũng uh, chọn cái cách uh, chọn cái phần này để làm trước Ok, được Nhưng mà trong cái phần hoàn thành câu thì có khoảng uh, Hai ba câu gì đấy nó hơi khó một chút về idioms hoặc là phrasal verbs hoặc là collocation. Thì tất nhiên chúng ta có thể đánh dấu lại và chúng ta để lại làm sao được nhá. Rồi. Và chúng ta làm đến đâu chắc đến đó cho cô. Làm đến đâu chắc tới đấy để chúng ta không mất nhiều thời gian chúng ta xem lại, chúng ta làm lại, được chưa? Rồi, và chúng ta hãy đọc cho cô kỹ yêu cầu của đề bài tìm từ trái nghĩa hay là tìm từ đồng nghĩa. Đấy chưa? Rất nhiều bạn là gì ạ? Khi làm bài cái dạng bài này thì cứ thế là lao vào là làm, không đọc kỹ đề dẫn tới là gì? Chọn sai đáp án. Rất nhiều bạn tâm sự với cô ấy rồi, rất là tiếc, nhớ chưa? Khi chúng ta làm đến đây thì chúng ta hãy khoanh lại cho cô để chúng ta nhắc nhở mình là mình đang làm cái dạng bài gì để không nhầm lẫn. Còn tất nhiên là với những cái dạng bài khác thì nhờ chúng ta đều khi chúng ta nhìn thì chúng ta đều nắm rõ là yêu cầu họ của đề bài là gì đúng không? giả sử cái bài ngữ âm về tìm cái từ mà có cách phát âm khác với những cái từ còn lại ấy, thì chúng ta nhìn vào là chúng ta nhìn vào các cái câu hỏi ấy, thì chúng ta biết ngay được là là yêu cầu là gì chúng ta không cần đọc này đúng không nhỉ? với những cái dạng bài khác thì chúng ta đều biết được cái yêu cầu của đề bài rồi thì chúng ta làm luôn câu hỏi thôi nhá nhưng mà riêng với cái yêu cầu của bài à, tìm từ trái nghĩa hay là đồng nghĩa thì chúng ta phải đọc kỹ. Rồi, và chúng ta làm được câu nào thì tô đáp án luôn cho cô Được chưa? Khi chúng ta tô luôn thì chúng ta tự tin là mình đã có những cái câu mình làm được rồi Chứ không phải là để đến cuối giờ rồi chúng ta mới tô rồi Lúc đấy lại vội vội vàng vàng rồi là tô nhầm Nhớ chưa? Chúng ta hãy tô luôn đáp án Tiếp theo, cô khuyên là chúng ta tập trung làm cao độ À, chúng ta hãy cứ tập trung vào làm bài của mình nhớ chưa à, Khi chúng ta làm thì chúng ta tô luôn Đáp án tập trung tô Sao cho nó không bị lệch dòng Và tất nhiên khi chúng ta tô Là cái lúc mà chúng ta hãy Để cho mình mấy giây nghỉ ngơi Đấy chưa à, chứ không phải là lúc nào Em cũng căng ra trong phòng thi Cái lúc mà em tô đáp án ấy, là cái lúc mà em được Nghỉ ngơi rồi và tập trung đấy cô vừa nói là tập trung để không tô nhầm dòng đúng không và tập trung cao độ tức là không để ý tới những cái thí sinh khác trong phòng thi nhá việc mình thì mình làm việc họ thì kệ họ được chưa và thậm chí là có những bạn tâm sự là ôi cô ơi em nhiều em uh, bị uh, cái tâm lý khi có giám thị đứng cạnh mình à đấy là việc của giám thị việc của họ là họ làm việc của họ thì mình cứ kệ thôi nhớ chưa mình cứ việc mình mình làm đấy hãy tập trung cho cô cao độ trong phòng thi nhá rồi và câu nói cuối cùng của cô trong cái phần này đó là cô lại nhắc lại là chúng ta hãy kiểm tra lại cho cô trước khi chúng ta làm trước khi chúng ta nộp bài nhá. À, chúng ta hãy dành 5 phút để kiểm tra lại. Còn tất nhiên mà bạn nào mà có được 10 phút để kiểm tra lại thì càng tốt, được không nhỉ? Rồi đó là kinh nghiệm của cô muốn chia sẻ trong phòng thi khi chúng ta làm bài thi tiếng Anh nhá. Và chốt lại chốt lại cái câu ngắn gọn nhất đó là "Don't stress, do your best, forget the rest." À, đừng có căng thẳng. Hãy cố gắng hết mình và quên những cái khác đi, quên những cái cái còn lại đi. Rồi, chốt lại đó là do your best, cố gắng hết mình và những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, nhớ chưa? Rồi. Và cuối cùng thì cô chúc các bạn đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới và đây chính là gì nhỉ? cỏ bốn lá đúng không cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn và cô hy vọng là tất cả những bạn nhìn thấy uh, cỏ bốn lá trong ngày hôm nay thì đều may mắn trong kỳ thi sắp tới nhé